Thưa khán giả, còn rau, còn cá, miếng thịt, đó là những loại thực phẩm mà chúng ta dễ dàng mua được hàng ngày. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, thì tất cả đều bị đảo lộn. Hàng hóa thì tăng giá, mọi thứ trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Một vài ý kiến của người dân sẽ giúp quý khán giả hiểu hơn về điều này. Hàng hóa nó lên độ giá lên rất là cao luôn. Nó lên gấp 3, gấp 4 lần ngày bình thường. Ví dụ như bí đao là bình thường ký khoảng 10.000 tới 15.000. Ở bữa nay bí đao lên ký khoảng 40.000 à. Đó. Các mặt hàng khác như dưa hấu ký lên khoảng 15 tới 20.000, bình thường nó không tới 10.000 nữa. Rồi đặc biệt là mì gói, rồi bây giờ chắc khan hiếm là mua không có. Cái này là khan hiếm hàng quá cho nên là mình lấy cũng số lượng cũng ít, rồi bán ra thì nói chung bây giờ là hàng quá nó lên giá, lấy vô nó giá nó cũng cao quá, rồi mình bán cũng cũng cao. Quá trời kẹt luôn rồi, sao bây giờ còn không trả tết nữa, nãy giờ đi vòng trên cũng kẹt mà đường dưới đây cũng kẹt nữa, mà quá xuống đầu mua đồ khó quá, không có đủ đồ để mua nữa. Không có đủ đồ để mua. Đó là câu nói mà rất nhiều người đã thốt lên trong thời điểm này. Thực tế khi dịch bệnh bùng phát, thực sự là có tiền cũng chưa chắc là có tất cả. Do người dân đổ xô đi mua lương thực để tích trữ, hàng quá một số nơi thì bị thiếu cục bộ, khiến người dân rất bức xúc. Nhằm ổn định cuộc sống cho bà con thì chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp. Và sáng qua, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các địa phương tổ chức mô hình mang chợ ra phố. Khi đến đây thì người dân có thể mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá bình ổn và giảm bớt nỗi lo lây lan dịch bệnh. Mô hình mang chợ ra phố bước đầu được triển khai tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng và đường Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều. Ở mỗi điểm có từ 5 đến 10 gian hàng. Tại đây có nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân như gạo, rau củ quả, thịt cá. Giá các sản phẩm được niêm yết công khai. Ngay trong ngày đầu hoạt động có khá nhiều bà con đến mua sắm. Với không gian rộng rãi, thoáng mát nên việc giãn cách được chấp hành nghiêm túc. Mô hình mang chợ ra phố là chủ trương của thành phố Cần Thơ sau khi hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích vẫn chưa ổn định nguồn hàng. Riêng với các tiểu thương, việc mở mô hình này sẽ giúp bà con có chỗ mua bán thuận tiện, đồng thời duy trì công việc khi các chợ truyền thống đã bị dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhằm đảm bảo cung cấp đủ hàng thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách mà mỗi địa phương sẽ có cách làm khác nhau. Thông tin tổng hợp tại Vĩnh Long và Kiên Giang. Tại Vĩnh Long, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân, các chợ siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường. Hiện địa phương có 115 chợ, 2 siêu thị lớn, khoảng 50 cửa hàng tiện lợi. Tất cả những đơn vị này đã chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu để phục vụ cho người dân trong mọi tình huống. Ngành chức năng khuyến khích người dân mua hàng qua hình thức trực tuyến để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch. Còn tại Kiên Giang, đến nay lượng hàng hóa thiết yếu vẫn cung cấp đủ cho người dân với giá cả hợp lý. Tại các siêu thị và cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ không xảy ra tình trạng tập trung đông như những ngày trước đó. Để chống đầu cơ tăng giá, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp, chủ cửa hàng thực hiện ký cam kết. Nếu người dân phát hiện cơ sở nào lợi dụng tình hình dịch bệnh nâng giá để trục lợi thì thông tin ngay đến các đội quản lý thị trường để ngành chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm việc giãn cách, một số địa phương đã đóng cửa các chợ truyền thống. Áp lực lúc này đè nặng lên các hệ thống siêu thị. Nhu cầu tăng cao khiến một số nơi luôn rơi vào cảnh cháy hàng. Vậy thì làm sao để phân bổ hàng hóa một cách hợp lý, đảm bảo người dân nào cũng có thể mua được lượng hàng cần thiết? Chúng ta cùng tham khảo cách làm hay của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi người chào mua hàng chỉ được mua một dĩ trứng. Số lượng rau xanh cũng được giới hạn. Đây là một trong các giải pháp để các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho những người xếp hàng đợi mua phía sau. Thường xuyên để mà đọc loa phổ biến cho khách hàng biết mua đủ theo nhu cầu của mình. Có một số khách hàng họ lỡ mua ra nhiều thì thu ngân ở ngoài các bạn cũng nhắc và khách hàng cũng vui vẻ để lại. Ngoài việc tăng sản lượng, hàng hóa bán theo giá bình ổn, siêu thị này phát phiếu cho người tới mua hàng để hạn chế số lượng người vào mua sắm. Mỗi lượt khách chỉ mua sắm từ 20 đến 40 phút để nhường cho lượt khách kế tiếp. Điều này vừa giảm tải cho các hệ thống bán lẻ trong những ngày này, vừa hạn chế việc mọi người tập trung đông trước siêu thị. Nói chung là đầy đủ. Giá cả hợp lý, không có tăng giá. Hàng hóa liên tục được lên kệ, hệ thống bán lẻ thì kéo dài thời gian phục vụ. Thế nên điều quan trọng lúc này là mỗi người dân không nên tích trữ quá nhiều hàng hóa, bởi việc tập trung đông người cùng lúc kéo theo đó là nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Còn đối với những bà con thuộc đang diện cách ly y tế tại nhà thì vấn đề mua hàng hóa ngay lúc này không phải là chuyện dễ. Tại Cà Mau, địa phương đã có sáng kiến là thành lập tổ mua hàng hóa nhằm gỡ khó cho bà con ngay lúc này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Gia đình ông Hòa thuộc diện cách ly y tế tại nhà. Khi cần bất cứ hàng hóa nào, ông chỉ cần gọi đến số điện thoại hỗ trợ. Từ gạo đến mì gói, tất cả đều được mang đến tận nhà. Đi có cái số điện thoại nè. À, thí dụ mình cần cái này kia rồi, mình liên hệ với số này ta giải quyết cho mình. Không chỉ có hàng hóa mà các loại thuốc men cũng được tổ mua hàng hóa mang đến tận nơi cho bà con. Ngoài 83 hộ thuộc diện cách ly y tế, thì tổ mua hàng còn tặng các nhu yếu phẩm cho những gia đình chính sách, hộ khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương. Chúng tôi đã thành lập 10 tổ đó, gồm có số điện thoại là của 2 người. Thì khi mà các hộ gia đình bị cách ly, có nhu cầu mà mua nhu yếu phẩm thì liên hệ trực tiếp đến thành viên của tổ. Sau đó tổ sẽ đi mua rồi về trao lại cho gia đình. Việc đi chợ giúp dân mỗi ngày là việc làm thiết thực trong thời điểm giãn cách xã hội như hiện nay. Điều này giúp người dân an tâm thực hiện tốt việc cách ly tại nhà, đồng thời chung tay cùng chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh thực hiện theo khuyến cáo 5K, thì ngay lúc này, mỗi người dân cần hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó là cùng chia sẻ với nhau mỗi khi đi mua sắm. Người đi trước thì nhường người đến sau và tránh tụ tập nơi đông người. Đó là những yếu tố quan trọng để chung tay cùng địa phương chống dịch hiệu quả.